Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Dinh sẽ review một món ăn mới dành cho các bạn mà hay thức khuya, cày game, chơi game hay là thức khuya mà đói bụng á. Thì có cái món tteokbokki tự soi này á, là mọi người sẽ rất là dễ dàng thoát qua được cơn đói nha mọi người. Để xem bên trong nó có gì nha mọi người. Đây bên trong của nó là tteokbokki nha mọi người. Còn đây là cái nước để pha chế nha. Đây là cái miếng tự sâu nha mọi người. Và có một đôi đũa đây. Để xem cách hướng dẫn. Giờ mình sẽ xé cái miếng tự sâu. Đây là miếng tự sâu nha mọi người. Mình bỏ vào một miếng nước lọc. Đây. Sau đó mình bỏ cái hộp này lên nha mọi người. Bỏ cái bánh gạo này vô. Bỏ đầy đủ đồ nêm vô luôn. Đợi khoảng 15 phút nha là nó sẽ tự sôi nha mọi người. Đây bây giờ sau 15 phút thì nó đã chín rồi mọi người ơi. Nóng quá. Wow. Cũng hấp dẫn quá mọi người ơi. Rất là hấp dẫn luôn cả nhà này. Rất là ngon luôn. Nóng hổi vừa hổi vừa ăn. Sau 15 phút thì bánh gạo đã chín nha mọi người. Hương vị nêm nếm cũng rất là ngon. Vừa ăn mọi người, một hộp như vậy là 2-3 người ăn được mọi người, rất là nhiều luôn. Cái nước sốt nó chua chua ngọt ngọt dễ ăn luôn. Nói chung đây là món ăn dành cho các bạn mà hay thức khuya, giải cứu đêm khuya. Vừa ăn còn ngon, rất là nhiều luôn mà tỉnh lắm. Tới giờ nó vẫn còn sôi luôn. Ngon lắm luôn. Bạn nào mà muốn mua cái này thì liên hệ với anh nha, comment ở bên dưới nha mọi người.